Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Những thánh lễ sáng nay chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho những người đau bệnh già cả trong giáo xứ. Nhân ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta cũng xin Chúa ban ơn giúp sức cho họ biết đón nhận những đau khổ thử thách trong đời sống khi phải đối diện với những bệnh tật, những khó khăn trong hoàn cảnh điều kiện sống của mình. Ở đây để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta sám hối xin Chúa tha thứ những tội lỗi thiếu sót. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã sơ phạm lên Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin biểu dương uy quyền và ngự đến vì chi mình Chúa mới có thể giải thoát và cứu độ chúng con khỏi mọi cơn nguy khôn do chính tội lỗi đã gây nên. Chúa hằng sống và hiền trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Liban sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ xum xuê như một cánh rực. Chẳng phải thế sao? Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mịt mù tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Thật vậy, loài bạo chúa sẽ đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ ráp tâm làm điều ác ác sẽ bị diệt trừ. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,
và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy. Chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, đấng đã cứu chuộc Abraham phán thế này: từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng. Vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó những công trình tay ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng dân ta là thánh, sẽ tuyên xưng đấng thánh của Gia-cóp là thánh, và sẽ kính úy Thiên Chúa của Israel. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Đó là lời Chúa. Chúa là nguồn ăn sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thần luy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Một điều tôi kiêm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mỗi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thân điện huy hoàng. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sông, hay cây trông vào Chúa mặn mẽ lên, can đảm lên nào, hay cây trông vào Chúa. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Alleluia, alleluia. Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai, hỡi ngàn mây, hãy mưa đầm công trình. Đất hãy mở ra và đổ sinh đấng cứu chuộc. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo và kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người ấy tiến lại gần. Ngài nói với họ: các anh có tin là tôi làm được điều đó chăng? Họ đáp: thưa Ngài, chúng tôi tin. Bây giờ người sờ vào mắt họ và nói: các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: coi chừng đừng để ai biết. Nhưng vừa ra đi, họ đã nói về người trong khắp cả vùng ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, con người sống ở nơi dương thế phải đối diện với bao nhiêu những thực tại, những khổ đau thử thách. Bên cạnh đó có những niềm vui hạnh phúc, nhưng không thiếu những giới hạn khó khăn. Và vì vậy,
không thể tự mình tìm ra được những giải đáp cho các vấn đề trong cuộc sống. Chỉ Thiên Chúa là đấng duy nhất mới có thể đem lại cho con người chân lý về cuộc sống, về chính Ngài. Và chỉ Thiên Chúa mới có thể vén mở cho họ biết được chân lý thực về cuộc sống nhiệm màu giữa Thiên Chúa với con người. Và nói như Thánh Gioan, Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Ai đi theo Ngài thì có được sự sống. Và tin mừng hôm nay khi thuật lại việc Chúa chữa lành cho người mù thì cũng muốn nêu bật về chân lý đó. Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là sự thật. Và chỉ trong Ngài thì chúng ta mới tìm được ánh sáng. Chỉ trong Ngài chúng ta mới biết được chúng ta là ai và sống ở đời để làm gì, sẽ đi về đâu và ý nghĩa cuộc đời này ra sao. Nhưng dĩ nhiên, để có thể tiếp nhận ánh sáng của Chúa Kitô, điều kiện tiên quyết là phải ý thức được sự giới hạn hay mù lòa về tinh thần, để rồi quyết tâm ra khỏi những giới hạn về sự mù lòa đó. Thế giới hôm nay, thưa cộng đoàn, cũng đang có những luồng ánh sáng và cơn lốc mù tối về lý trí, về lương tâm con người. Bệnh mù này còn nguy hiểm hơn bệnh mù thể xác. Vì lắm lúc con người đang mù mà vẫn cứ tưởng là mình sáng. Hoặc có quá nhiều người mù tối nên con người lại lấy số đông để rồi khỏa lấp cơn bệnh mù lòa tinh thần. Muốn chữa trị cơn bệnh mù tinh thần này cũng không dễ dàng, đòi hỏi con người phải có một thái độ bền chí, vững tin vào Đức Giêsu như hai người mù trong tin mừng hôm nay. Khi bước theo Ngài, nhưng nhiều lúc như bị bỏ quên, không được Chúa nhìn tới, tha thiết tìm đến với Ngài, thế mà chẳng được Ngài đoái hoài, thất vọng, để rồi buông xuôi bỏ cuộc, thì con người sẽ mãi ở trong bóng tối. Nhưng vững bước theo Ngài để rồi tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, thì con người sẽ tìm thấy ánh sáng, sẽ được ngắm xem những điều tuyệt hảo mà trước đó chưa từng thấy và cũng chẳng ai có thể có được, một mình Thiên Chúa quyền năng. Ước mong rằng trong suốt thời gian mùa vọng này, mỗi người chúng ta sẽ hiểu được giá trị sự sáng mà Chúa đã đem đến trong trần gian, cũng như biết rõ tình trạng mù lòa thiêng liêng của mình, để rồi sẽ tìm đến với Chúa bất chấp những khó khăn trở ngại. Nhờ tin vào Chúa thì chúng ta sẽ được Ngài mở trí soi lòng để nhận biết Thiên Chúa là đấng quyền năng, yêu thương và luôn đồng hành, luôn dõi bước với chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống. Bao tình mến thương,
Xin anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ hồi tay ta để ta tôn vinh danh Chúa và nêu cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận và vua lê cùng những lời chúng con khiêm tôn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lương từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yêu hèn người thực hiện hồng ân, Chúa đã dự định từ xưa là mở đường cứu độ đời đời cho chúng con, để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ nhận lãnh điều Chúa đã hứa, mà ngày nay chúng con đang vững ra đời chờ. Vì thế cùng với toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan, tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những vua lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy băng ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được kỳ tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiêng toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong ngày thứ sáu đầu tháng hôm nay, chúng con cũng cầu nguyện cho những người
bệnh nhân, những người già cả trong giáo xứ. Cầu nguyện cho những linh hồn mà mỗi người có ý cầu nguyện cho. Và cầu nguyện cho linh hồn Maria Goresti, các linh hồn thai nhi, các linh hồn tổ tiên, linh hồn Augustino và các linh hồn. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kính thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nại xin Chúa thương sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ, Thánh Giuse và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người và mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người đây, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hãy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an, được hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Từ trần gian con ngước trông lên, Chúa ơi, cầu xin thay mưa đấng thiên sai. Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin, Chúa thương người bạn hơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh và đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc những thực tại trần gian, hầu luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng. 8 giờ sáng nay, các cha cũng sẽ đến thăm các bệnh nhân, những người đau yếu già cả trong giáo xứ để trao mình Thánh Chúa và ban bí tích giải tội, để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng sinh. Hôm nay cũng là ngày thứ sáu đầu tháng, 6:30 tối có giờ chầu của Hội Phật Tạ. Hồi hôm qua thì giờ chầu của các bà mẹ thì thấy lác đác có một số người thôi, còn không, chúng ta chưa có thói quen để dành thời gian ngày đầu tháng để chầu mình Thánh Chúa. Đây là cái cơ hội tốt, mong muốn quý ông bà anh chị em cũng dùng thời gian đó để đến tôn thờ viếng chiêm ngắm thánh thể Chúa, để thánh hóa bản thân, để đổi mới cuộc sống và nhắc nhở những người thân của mình. Không chỉ những người trong hội đoàn mới tham dự giờ chầu, mà tất cả mọi người đều có thể đến để kính viếng tôn thờ Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.